bây giờ cụ thể nhất đó là cái chương trình Tân Tú Quỳnh, cái chương trình Tân Tú Quỳnh, thì cái người mà dẫn đầu ở trong cái Tân Tú Quỳnh đó thì lại tôi thấy là một cái nhà truyền thông cũng rất là cồng kềnh, là cái ông Đinh Quang Anh Thái. Tức là có tên tuổi, có số má đó. Ông ấy Đinh Quang Anh Thái bây giờ đó, ông ấy không còn ở các cái đài phát thanh, rồi thuê nhà thuê đất nó tốn kém, bây giờ thì rút lui vào cái Tân Tú Quỳnh, và ở trong đó thì vừa là cái đài phát thanh, vừa là bán các cái đồ mỹ phẩm, đồ mỹ phẩm tốt đắt tiền, Vui Tông rồi thì thế này thế kia đó, thì tôi cho rằng thì là đây là cái lúc mà tôi gọi cái chữ gọi là chịu phép, chịu và gọi là bắt đầu thu vén lại, bắt đầu chấp nhận cái sự thật. Cho nên tôi thấy cái ông Đinh Quang Anh Thái là một cái nhà truyền thông lớn, mà bây giờ núp vào cái xó xỉnh của cái Tân Tú Quỳnh, để mà có cái truyền thông hàng ngày, rồi thì là bán cái đồ này đồ kia đó, thì tôi vẫn có cảm tình với cái anh Đinh Quang Anh Thái, nhưng mà tôi thấy rằng thì là cái Tân Tú Quỳnh đó, tôi thấy rằng là cái người của Đinh Quang Anh Thái đó, nó cồng kềnh quá, bây giờ nó chui vào cái xó của cái này đó, thì tôi cũng thấy rằng thì là không biết là ông Đinh Quang Anh Thái có nghĩ về cái thân phận của mình, đã tới lúc mà thu về một mối, đã tới lúc mà thu về để mà đã tới lúc mà không còn huênh hoang bán hàng giả một cách hỗn láo nữa, mà bây giờ đó biết cái thân phận của mình. Từ nay mình mới kịp tới là tôi không biết là lấy hứng ở đâu, mà hôm vừa rồi Tết Trung Thu thì mà mấy thằng con tôi mới để gì đó nó mời ông nội ông niếc lại phá cỗ phá kiếp đó, thì nó cứ phàn nàn về cái câu chuyện mà tôi lên mấy cái đài hay là tôi trả lời mấy cuộc phỏng vấn đó, thì nó than phiền, nó nói thôi giờ này thì ông nội bố nghĩ tới chuyện hậu sự thôi, bố còn bon chen gì nói những cái chuyện này chuyện kia đó. Thế nhưng mà tôi cũng may là có cái lần mà chuyến trước mình có nói với nhau đó, thì Khải Đào nói rằng thì là bởi vì rằng bác có một cái quá trình lịch sử, bác cái quá trình chứng đó, nhân của lịch sử, chứng nhân, thành ra đó, tôi được bênh thì là không nói thì ai nói.